Bản tin dự báo thời tiết khu vực Tây Nam Bộ và tỉnh Đồng Tháp đêm nay 3 tháng 8 và ngày mai 4 tháng 8. Khu vực miền Tây Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá, ngày nắng gián đoạn. Gió Tây Nam cấp 2 có lúc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực tỉnh Đồng Tháp, thời tiết khu vực các huyện đầu nguồn, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thời tiết khu vực các huyện cuối nguồn và nội đồng, trời mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thời tiết khu vực thành phố Cao Lãnh, trời mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Bản tin thủy văn. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực tỉnh Đồng Tháp, mực nước thực đo ngày hôm qua 2 tháng 8 tại trạm Tân Châu 2m32, mực nước dự báo ngày mai 2m39 lên 7cm. Tại Hồng Ngự 2m16, mực nước dự báo ngày mai 2m25 lên 9cm. Tại Sa Rài Tân Hồng 2m16, mực nước dự báo ngày mai 2m22 lên 6cm. Tại Tam Nông 1m69, mực nước dự báo ngày mai 1m75 lên 6cm. Tại Trường Xuân Tháp 10 1m25, mực nước dự báo ngày mai 1m29 lên 4cm. Tại Cao Lãnh 1m71, mực nước dự báo ngày mai 1m86 lên 15cm. Tại Sa Đéc 1m55, mực nước dự báo ngày mai 1m69 lên 14cm. Nhận định 5 ngày tới, mực nước tại các nơi trong tỉnh lên dần theo triều và lũ thượng nguồn.